Hà Giang khởi tố bắt tạm giam trưởng phòng khảo thí Nguyễn Thanh Hoài. Công an tỉnh Hà Giang vừa tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam trưởng phòng khảo thí Nguyễn Thanh Hoài, người đưa chìa khóa phòng niêm phong bài thi cho Vũ Trọng Lương. Nguyễn Thanh Hoài sinh năm 1969 là trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang. Ông được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho Vũ Trọng Lương. Ông Nguyễn Thanh Hoài bị bắt và khởi tố với tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ông Vũ Trọng Lương, Phó Phòng Khảo Thí đã bị khởi tố bắt tạm giam 3 tháng.